Xin chào quý giả. Con tên gì? Con tên Thế Dĩnh. Con bao nhiêu tuổi? Con 5 tuổi. Rồi hôm nay con sẽ giới thiệu đồ chơi của con cho quý khán giả xem đây. Dạ xin chào quý khán giả của kênh Khương Dừa con. Hôm nay Khương Dừa vừa quay xong chương trình Giọng Ái Giọng Ai và xong chương trình Thách Thức Danh Hài. Khương Dừa nghỉ 2 ngày cuối tuần. Giờ ở nhà chơi với hai người bạn của Khương Dừa, bạn Thế Dĩnh. Sáng giờ bạn Thế Dĩnh kêu Khương Dừa quay clip cho bạn Thế Dĩnh, mà giờ Khương Dừa mới rảnh để Khương Dừa quay. Sáng giờ Khương Dừa đi giúp hai hoàn cảnh khó khăn. Wow, xe đẹp quá vậy ta. Ai mua cho bạn Thế Dĩnh vậy? Yeah. Dạ cha. Dạ cha. Xe này xe gì nào? Xe cần cẩu. Dạ xe cần cẩu. Dạ xe cần cẩu. Đúng rồi. Rồi con xuống con lấy dây con khoe với quý vị khán giả hả? Hả sao? Còn gì nữa? Wow, nhiều đồ chơi quá vậy. Đây bạn Thế Dĩnh đam mê đồ chơi quý vị khán giả. Đây là những cái đồ chơi mà Khương Dừa mua cho bạn Thế Dĩnh từ hồi nhỏ tới giờ. Ủa chỗ này không có đồ chơi. Bạn Khương Dừa, bạn Thế Dĩnh có một cái tủ nhỏ để bạn Thế Dĩnh đựng đồ chơi cho ngăn nắp gọn gàng. Coi chừng em nó ra nó dạnh. Wow, giờ con trưng bày vậy hả? Có nào chơi được không? Hả? Dạ được. Ở dưới đây có nữa hả? Wow, có nhiều đồ chơi quá vậy. Rồi lấy ra đi con, cái đây là một cái góc để dành cho bạn Thế Dĩnh học tập. Con lấy cái nào nè? Con cầm lên con giới thiệu với khán giả đi. Cái nào là cái nào, đồ chơi nào để Trà Dĩnh cho. Đây có rất nhiều bút để bạn Thế Dĩnh tô màu, bạn Thế Dĩnh rất là thích tô màu và vẽ. Không có gì cả. Vậy đóng lại nha. Rồi còn gì nữa không? Đồ xe đó hả? Đây là dàn siêu xe. Rất là đắt tiền của bạn Thế Dĩnh. Một chiếc cũng khoảng mấy chục ngàn đó. Đây, wow. Này đồ chơi, có một số đồ chơi của các anh chị ở bên nước ngoài gửi về. Các chị ở trong nước cũng vậy nữa. Coi Khương Dừa quay clip của các bạn nhỏ, có gửi về cho các bạn nhỏ chơi. Đó. Súng. Con từ từ để lấy ra. Cái nào nữa? Từ từ. Wow, bạn Thế Dĩnh có nhiều đồ chơi thế. Bạn Thế Dĩnh không chia sẻ cho mấy bạn nhỏ khác chơi? Có. Dạ có. Ừ. Nhớ là mình có nhiều đồ chơi thì mình có những cái bạn mà không có đồ chơi mình phải chia sẻ cho các bạn nha không con? Ừ. Mình có điều kiện một xíu mình mua đồ chơi mình chơi, còn các bạn nhỏ không có thì mình sẽ tặng cho các bạn nhỏ khác chơi chung với mình. Wow, con giới thiệu đi. Sao con giới thiệu hả? Con còn, thưa quý vị khán giả nè, con còn xe nào nữa? Đây giới thiệu với quý vị khán giả đi, con giới thiệu với quý vị khán giả đi. Dạ chào khán giả. Chào quý khán giả. Rồi con có đồ chơi nào con lấy con giới thiệu cho quý khán giả coi. Wow, xe này là sinh nhật cha con cho tặng con á. Nhớ không? Nhớ. Dạ nhớ. Sao quên dạ hoài vậy? Ừ. Dạ đủ rồi. Đủ chưa? Bây giờ mình làm gì nào? Trong nhóm xe này bự nhất. Xe đó bự nhất rồi. Rồi, chạy được không? Được. Dạ được. Dạ. Sao quên hoài vậy? Mình phải ngoan chứ. Mình cho... mình chạy xe xong mình đi cho cá ăn nha không? Đó. Con giới thiệu với quý khán giả đi, xe này xe gì đàng hoàng. Nhớ hồi nhỏ cách đây 2 năm con vừa đó có quay clip cho bạn Thế Dĩnh rồi, bạn Thế Dĩnh chơi xe. Lúc đó nói chuyện cũng chưa có rành nữa. Nay bạn Thế Dĩnh đã bự rồi. Đó. Robot của bạn Thế Dĩnh này. Bây giờ trẻ em có điều kiện hơn có thể mua đồ chơi, còn mình hồi đó thì mình chơi mấy cái đồ tự làm không mà. Đó, mọi người thấy dàn siêu xe của bạn Thế Dĩnh như thế nào? Nhiều lắm, còn mấy xe nhỏ nhỏ nữa. Còn trên kênh xe tăng, xe móc, nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Sao con thích xe như vậy, con thích đồ chơi nào? Con thích món này, với lại món này, món này. Vậy là thích hết rồi. Đây, tổng cộng có mấy chiếc, điểm rồi, có mấy chiếc nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 chiếc hả? Vậy giờ cha cho con thêm 12 chiếc nữa thì con sẽ có bao nhiêu chiếc? 12 chiếc nữa không biết. Đếm. 11 thì có 12 chiếc nữa thì có bao nhiêu chiếc? 23. Wow, dữ. 23 chiếc rồi cha cho con thêm 6 chiếc nữa thì con có mấy chiếc? 2, 3, 4, 5, 6, 29. Wow, 29. Giờ con cho các bạn nhỏ 14 chiếc thì con còn mấy chiếc? 2, 3, 4, 5, 6, cho mấy? Cho 14 chiếc. 15. Wow, hay quá bạn Thế Dĩnh này quá. À, bạn Thế Dĩnh đó, bạn Thế Dĩnh năm nay là học lớp lá nha quý vị khán giả, năm sau là bạn Thế Dĩnh lên lớp 1. Đó. Không, còn lá 5 nữa. Còn lá 5 nữa hả? Học tới lá 5 luôn hả? Ừ. Nay con học lớp lá mấy? Lá 1. Con học lớp lá 1 hả? Con học phải lớp lá 2, lớp lá 3, lớp lá 4, lớp lá 5 rồi con mới lên lớp 1 phải không? Wow, con thông minh quá. Sao đi học trong lớp có bạn nào thích con không? Bạn nào? Sao? Nói cho nghe coi. Nói cho nghe coi. Ai thích con nào? Mấy bạn không con. Bạn nào? Con tên gì? Mấy bạn không con quên tên hết rồi. Bạn thân mà quên tên gì? Quên tên hết rồi. Bạn nào bữa đó đứng cái cửa nhìn con mắc cỡ á, bạn gì, bạn nữ con tên gì? À, Nhã Trân. Nhã Trân ơi. Sao vậy? Sao bạn đó mắc cỡ? Hả? Sao bạn đó mắc cỡ? Bạn đó suốt ngày chọc ghẹo hoài trên này mắc cỡ. Vậy hả? Sao chọc ghẹo con vậy? Sao chọc ghẹo bạn khác? Hả? Đâu sao làm? Sao vậy? Nói cho nghe nè. Giỡn mà. Giỡn hả? Trong lớp có nhiều bạn gái không? Có. Người đi học có thích bạn gái nào chưa? Nhiều bạn gái hơn bạn trai. Nhiều bạn gái hơn bạn trai. Con có thích bạn nào chưa? Rồi. Thích bạn nào? Quỳnh Anh. Hả? Quỳnh Anh. Bạn gì? Quỳnh Anh. Quỳnh Anh hả? Trời ơi. Sao vậy? Sao thích bạn đó? Có 3 bạn gái vậy. 3 bạn gái luôn hả? Trời đất ơi, bữa giờ tôi đi làm tôi không biết. Bữa nay nhà âm thầm quen 3 bạn gái. Sao? Bạn gái tên gì? Thánh Ngọc, Quỳnh Anh nhỏ, Quỳnh Anh lớn. Thánh Ngọc, Quỳnh Anh nhỏ, Quỳnh Anh lớn. Trời ơi. Còn một bạn nữa. Bạn nào nữa? Nhã Trân. Nhã Trân luôn hả? 4 bạn luôn hả? Trong đó thích nhất bạn nào? Đức Anh nữa. Trời ơi, Đức Anh là tập mày nha. Không phải, Đức Anh là bạn thân con. Bạn thân hả? Trời ơi, nó đòn luôn cho mát mẹ nè. Đi học không lo học nè, lo thích nè. Mới bê lớn nhưng mà thích con gái hả? Đâu có đâu. Tại sao con thích người ta? Trời ơi, suốt ngày ta giỡn con hoài. Yeah. Giỡn hoài luôn. Giỡn hoài luôn hả? Rồi tại sao người ta thích con? Hả? Tại sao mấy bạn thích con? Vậy là không biết. Sao không biết? Bạn vô hỏi. Vô hỏi hả? Hỏi bạn ơi tại sao bạn thích mình? Nha. Rồi nói cho cha biết nha. Ừ. Không? Nè cha dặn nè, giờ tới lớn nè, có chuyện tình cảm gì á thì nhớ chia sẻ với cha để cha tư vấn không? Tư vấn là gì? Tư vấn là cha sẽ hướng dẫn con đồ, chia sẻ với con đồ á. Cha sẽ nói cái nào đúng cái nào sai, phân tích cho con biết, hiểu chưa? Hiểu rồi ha. Còn xe nữa kìa. Thôi khỏi lấy xe nữa. Cho cá không? Dạ. Rồi. Để tôi lấy xe đấy. Nhưng mà trong 4 bạn đó con thích bạn nào nhất? Hả? Thích. Hả? Hết hết luôn hả? Kỳ quá vậy, không được đâu. Thôi vậy là mình đàn ông tham lam. Mình là người đàn ông tham lam đó. Mình không có mình lăng nhăng đó. Nó tào lao. Tào lao đâu, tào lao. Không biết tào lao. Rồi lấy ghế lại cho cá ăn nè. Wow, bạn Thế Dĩnh thật là dữ dằn. Cá nào con? Đây quý vị khán giả, đây là hồ cá của bạn Thế Dĩnh yêu cầu Khương Dừa làm để bạn Thế Dĩnh nuôi và cho ăn hàng ngày. Bạn Thế Dĩnh rất là thích cá. Cái hồ cá này cũng đã có khoảng 2 năm rồi. Từ hồi bạn Thế Dĩnh 3 tuổi là bạn Thế Dĩnh kêu Khương Dừa đi làm cho bạn Thế Dĩnh một hồ cá. Thương lắm. Lớp trời 2 là có cá rồi phải không? Đúng rồi, được con nhớ đúng rồi, để Giang ngâm máy cho nhớ lộn. Wow. Con thích con cá nào? Tại sao con thích nuôi cá? Hả? Con nói cho Trang nghe coi. Cá này mình có thể chiên ăn được không? Hả? Sao vậy? Hả? Cá để nuôi làm kiểng ha. Không có ăn nó được. Ăn thì mình ăn cá khác phải không? Wow, ở đây là cá nuôi tùm lum nè quý vị không vậy? Có con cá tay tượng châu Phi gì nữa, rồi con cá cá kim long này nó hung dữ lắm nè, nó táp tay luôn nè. Hồi đó mua nó con xíu nè, mua 2 con bây giờ còn con nè. Cắn chết hả? Này bự rồi cho quý vị giả, đẹp chưa? Wow, hồ cá của bạn thấy. Ủa rồi xong hả? Đi xe nữa hả? Thôi bây giờ tới giờ ngủ rồi, cái chiều mình đi chơi nè. Hôm nay cha có một ngày rảnh rỗi cha nghỉ, cha sẽ dẫn con đi chơi nhé. Đủ chưa? Clip mình đủ chưa? Còn cái nào giới thiệu quý khán giả nữa? Giới thiệu quý khán giả đi rồi mình dẹp ha. Ấy xong mình phải dẹp gọn gàng lại nha con. Xong chưa nào? Rồi xong đi rồi, giờ cha đi phải cha đi bệnh viện cho thăm một bé bạn nhỏ, một chị học lớp 2, chị bị bệnh nhưng mà không có tiền để chữa trị. Mẹ của bạn ấy rất là nghèo. Lớn lên mình có điều kiện thì mình có giúp người ta không? Có. Dạ có. Giúp làm sao? Giúp sao nè? Cho tiền. Cho tiền hả? Hey, giới thiệu với các bạn nhỏ đây là bạn Trà Sữa đi. Chào quý khán giả đi con. Chào khán giả. Giờ đi đâu? Ngủ đi. Ngủ đi bà ơi. Clip này là clip của anh Hai nha. Riêng clip này là clip của anh Hai. Họ cho quay con sao? Chào quý khán giả. Bye bye khán giả. Mẹ. Rồi chào tạm biệt khán giả đi con. Dĩnh ơi. Còn nào nữa con? Đủ rồi. Mình đâu còn nội dung gì nữa để giới thiệu quý khán giả đâu. Sao đi đâu vậy? Cho đi quay hồ cá à? Rồi. Chào tạm biệt quý khán giả nha. Ờ con đem ra đi, đi. Để cho quay mấy con cá. Nhanh đi con. Đây, ở trong nhà có hồ cá, nghe cái tiếng cá không nó cũng sinh động quý vị vậy. Nè tiếng róc rách nó. À, đã chưa? Nhưng mà thay nước rồi hơi cực, không có thời gian thay. Nhiều khi nước nó dơ. Đâu nhắm mắt rồi. Nhắm mắt rồi, xong. Rồi. Rồi, cha nhắm mắt lại rồi đó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, mở mắt ra. Ô, wow, đâu có 2 con này vậy? Chả không có mua 2 con này. 2 con xe hả? Đã vậy. Giống 2 con gì dữ vậy? Con bò hả? Không, con cọp với bò. Con cọp con bò hả? Ô, cọp bò mà như chiếc xe. Ôi, bạn Thế Dĩnh có một cái đồng hồ rất là đẹp của quý vị vậy. Ừ, rồi mình chào tạm biệt quý vị khán giả đi con. Từ từ, xíu đèn được luôn nè. Ừ. Xíu đèn được luôn. Đâu? À. Ừ, dữ quá. Rồi chào tạm biệt quý khán giả nha. Dạ. Dạ chào tạm biệt quý khán giả. Dạ chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả trong một video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong một video tiếp theo. Quý vị khán giả trong video tiếp theo. Dạ, chào tạm biệt mọi người ạ.